Em xin kính chào quý khách nha. Đây là quay chi tiết cho quý khách xem cái bộ ốp nội thất carbon của xe Honda City đời 2021-2022 mới nhất hiện nay quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 5 cái chi tiết như thế này. Đó. Gồm 4 cái miếng ốp khu vực công tắc cửa này và một hai miếng ốp khu vực cần số. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim quý khách nhé, bằng kim loại này. Đó, không gì này. Cái mặt của nó thì nhúng được nhúng bằng lớp vân carbon. Nhìn rất là sang, đẹp luôn quý khách nhé. Đó, trên đây thì có in chữ City là tên của xe. Đó. Sản phẩm thì có băng keo hai mặt đằng sau này quý khách này. Quý khách mua về chỉ việc bóc keo và dán thôi. Rất là đơn giản, là dễ dàng quý khách nhé. Đó. Hàng cực kỳ là đẹp mắt và vừa vặn luôn. Địa chỉ shop thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ với shop nha. Shop đồng ý giao hàng và ship hàng trên toàn quốc. Hàng thì rất vừa vặn và đẹp mắt luôn. Đó. Rồi, xin cảm ơn quý khách nhé.